mình mới vừa tới cái tiệm lẩu này. Tiệm này là Lemongrass Hot Pot, đối diện với mình tới đây. Cái tiệm này nhìn nó ở ngoài ra không gian nó rất là bự, mình không biết ngon không. Mình mong rằng hôm nay mình sẽ được ăn một bữa ngon lành nha. Từ dễ hai ngày nay mình thèm đồ ăn ngon quá mà không có, toàn ăn mấy đồ dở không à. Thì cái tiệm này là đối diện với sân bài Hard Rock OK. Nếu mọi người tới đây thì mình thử để mình chúc mình coi coi có ngon không cái đã. Nếu mà ngon mà mình sẽ cho mấy bạn ý kiến thêm. Bây giờ vô đi trước đi tính sao ha. Cái này cái gì? Ở cái này là hòa kèm là lẩu của tàu. Đi chị lo, cái này là buffet nha. Lẩu tự chọn nhưng mà mùi khô vịt trên là mình cứ chọn trong này, người ta sẽ mang tới cho mình ăn. Ủa mấy cái này là gì? Rồi, ủ. Em xin cái gặp rồi. Rồi là buffet đâu? Buffet hả? I don't know. I don't know. We require to pay for any food. That means don't take too much. Any food in the pot and table. I think it's buffet. Yeah. Okay, it's buffet. Don't waste the food. But here you can take the coffee. Oh, okay, okay, just in case there's customers. What is that? It's good. Pig brain? Well, yeah, gonna have my mother told me not to even eat regular pig. Okay. Now we're gonna eat pig brain? Makes you smart. Pigs are not smart. Hello. Zombies are dumb. No. Chris, try it, she said. Do you want to take this? Okay. Try it. Yeah, try it? Oh, raw? No, and cooked it. How long does this dumpling take? 5 minutes. Yes or no, Chris? No! No! Empty table, magic. Đồ ăn đã đầy bàn, bây giờ hết trơn rồi. No, she said cheers so much. Everyone else finished before. Yeah. Biết rồi, cái này là hôm nay là cái này, chỉ cái này là ăn được nhất trong hai ngày nay. Chắc có lẽ nếu mà ngày mai mà không kiếm gì ngon nữa là phải quay lại đây ăn thêm lần nữa. Cho nên là mình thấy hôm nay cái này ok, thoải mái. Nãy mình coi cái view á là 26 đồng một người, còn con của mình thì nó cũng nó chạch tính tiền giống người lớn hơn, còn em bé mình nói nó 4 tuổi nhưng mà thật sự không phải nó 4 tuổi, nó 7 tuổi.
Vậy mà dạch mắm 13 đồng. 13 đồng. Rồi em bé thì em bé nhỏ xíu 2 tuổi thì free. Còn cái thằng này thì cũng bằng giá. Ai à, coi cái đi đồ sót thì mình lên trên đó mình tự lấy nha. Ai à, bếp mình cũng tự lấy, nhưng mà trong cái menu, ở trong cái menu mình tự đánh dấu là chỉ có rau cải với lại nói tóm đây là đa số là tây chị thôi, còn ở trên kia là thịt rồi everything, nước sốt cũng trên kia luôn. Rồi mình đi lên trái mình lấy phút thế là mình phải quên má. Thôi bây giờ cũng xong rồi, ai tạm biệt mọi người. Cái gì khi khác lại quay tiếp nữa nha, maybe đi hơi sòng bài quay, hay là ngày mai mình đi chơi chỗ nào đó, bây giờ mình chưa suy nghĩ ra, để tối đang về nằm ngủ ra suy nghĩ. Người ta chỉ có cho quay dưới đây thôi, nhưng mà nãy lên trên đó mình đứng lấy nước sốt á, mình lấy cái phone mình quay lén, vừa quay thục lùi, cho nên là không biết cái video nó có rõ hay không, là cái nếu mà cái nó sắc chút xíu, nó rung rinh chút xíu thì mọi người thông cảm. Sáu đồng, 4 tuổi, 10 tuổi, 13 đồng. Hồi nãy ba lại nói mấy tuổi?